Rồi lên tiếp cho mọi người một con khai thác tầm trung nha. Con này là Shindaiwa, hàng Nhật chưa xài luôn nha mọi người. Chút xíu em sẽ ráp và em lên clip test nổ cho mọi người xem nha. Thôi thôi con này rồi, quá trời rồi. Con này em không có nói nên lời luôn nha. Đây mọi người xem nha. À thôi, không nói nên lời. Con này em không có độ nó được nhiêu phần trăm nha mọi người. À nè, làm nó này nha. Làm cái này nó chạy là do cái bao lam nó để vô nha mọi người. Con này tăng xích tại lam nha, chạy xích 91 luôn. Chén nó như chưa xài nha mọi người. Con này là hàng khai thác tầm trung Shindaiwa 353 nha. Ôi sơ cho mọi người xem nè. Ốc ác nó vậy đó. Hai miếng cặp lam đó nè mọi người xem nè. Lượt đó nè mọi người. Ở trong nó vậy nè. Con này không có một hộp bụi luôn nha mọi người. Mấy vết chạy này là do trong quá trình vận chuyển nha. Con Shindaiwa 353 này nó 40 ly nha. 40 ly dành cho những anh em khai thác tầm trung thì xài tới khi nào mà hư. Made in Japan nha mọi người. Con này chút xíu em gắp và em lên clip test nổ cho mọi người xem luôn nha. Anh em cô chú nào mà thích ưng cái con máy này thì liên hệ cho em nha. Số điện thoại lúc nào em cũng có để trên bài cho nó. Con này nó xài chế quắp rồ nha. Wamble Wamble quắp rồ. Đây, Made in Japan. Đó, con này em không có biết nó bao nhiêu phần trăm nữa. Thôi thua rồi. Quá rồi. Rồi, mọi người xem sơ nha. Ai thích thì cứ nhắn tin cho em nha. Rồi chút xíu em sẽ lên cái clip quay test nổ cái con máy này cho mọi người xem nha. Rồi, chào mọi người.